Alo, thân chào tất cả anh em, chào mọi người. Rất vui gặp lại anh em và cùng mọi người trong một cái video clip tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình, hôm trước mình có đi ghe chai mua được một số cái bóng đèn nè quý vị. Một cái nè, bóng đèn chà bá không à. Thì hôm nay mình sẽ quyết định sửa mấy cái bóng đèn này và quay clip cho quý vị xem cho đỡ buồn ha. Đây nè, bóng đèn chà nhắn bá mà nó cũ kỹ và nó dơ giấy quá. Bóng đèn này nè, bóng đèn này chắc mình thay không được quá, mình sửa không được quá. Nhưng mà trước tiên mình phải thử nó trước coi nó có cháy không cái. Đây nữa nè. Đó, thì mình chỉ sửa một hai bóng thôi chứ không có sửa hết. Đây nữa. Cái nắp chụp. Và đây một cái nữa. Cái bằng này bể. Đó. Thì đi ve chai thì có mua được một số cái bóng đèn như thế. Giới thiệu với anh em và mình sẽ tiến hành sửa mấy cái bóng đèn này, sửa được cái nào hay cái đó ha. Và cái phương pháp làm của ngày hôm nay đó là mình sẽ thay led của bóng đèn luôn, chứ không có nói tắt nữa ha quý vị. Đó. Và cái bước đầu tiên là mình sẽ đi thử từ cái bóng đèn trước ha. Rồi, mời quý vị cùng mọi người theo dõi các bước mình làm, thực hiện ha. Đầu tiên mình sẽ lấy ra cái bảng điện nè, rồi mình sẽ ghim điện vô. Đây là ổ điện. Đó. Sẽ ghim vô. Rồi mình sẽ đó là thử từ bóng đèn trước ha quý vị. Rồi, thử cái bóng đèn này coi. Biết đâu cháy luôn sao. Rồi. Cháy khỉ móc gì đâu. Bóng đèn này thấy cái tim này là nó đứt rồi nè, nó đen ở chỗ này nè, quý vị thấy không? Mình sẽ thử nói tắt nó thử cái coi, nó có cháy không? Biết có cái điện có giật không nữa. Giật cái lên tàu. Rồi. Không thấy. Rồi bóng đèn này không sáng rồi. Cho nó qua một bên đi, để nó từ từ tính tới nó. Rồi, tiếp theo tới bóng đèn to tổ bố này. Cái bóng đèn này có lên không nè? Lên luôn đi, cho cuộc đời nó vui vẻ coi. Đấy. Nó lên được số bóng rồi, nó cháy chỗ bóng này, nó cháy bóng này rồi nè. Đó, đưa đây sáng sáng nè. Mà sao nó không sáng hết ta? Đây, nè sáng nè. Nè. Như vậy là mình sẽ giờ tiến hành mình thay con led này ha. Rồi, thay con led này đi. Rồi, để nó đây. Cái bóng này là mình xác định được rồi đó, thay được một con led. Rồi, giờ tới cái bóng này to tổ bố luôn nè. Mà mình không thấy nó không có nhận thấy là nó hư chỗ nào luôn á. Để mình quét nó một cái nó xuất chỗ này nè, nó xuất cái cây vơ mất tiêu rồi nè. Cộng trừ chỗ này, cái này chắc hàng lại mới được chứ gắn vô sao chạy. Rồi tới này. Này thì nó cháy led tùm lum hết trơn à. Khỏi cần ấy đi. Cháy là 1, 2, 3 gì thì có hàng gì lại nữa. Này bỏ qua bên luôn. Cái ông bạn này ơi, bạn này bể rồi, ông bạn này không cháy rồi. Mình cũng thử bằng cách là chập led. Mình thử trước, còn lát nữa mình sẽ thử bằng cái cách đó là mình sẽ lấy cái cây vít thần thánh của mình làm. Rồi, này không xác định được luôn à. Cho nó qua một bên luôn. Bóng chà bá này, bóng này chắc hư người ta mới bỏ chứ không có ai đâu mà bỏ một cách ấy đâu. Mình sẽ vệ sinh chỗ này lại. Xét cái chỗ này. Thử trước. Sáng luôn coi. Rồi, không sáng rồi. Không sáng thì mình tháo nó ra. Tháo nó ra cái gì. Đi ve chai thì mình thấy mấy bóng đèn này là mình mua. Rồi.
Rồi, mình đã tháo được rồi nè. Rồi, mình thấy hai rồi nó chóc vỏ cái thằng cái con tụ. Mình đã thấy đó là nó đã có hai bóng nó đi bụi rồi nè. Hai bóng. Nó đã đen đầu của hai thằng nhóc nè. Đây là thằng nè. Và đây nữa nè, nó đen đầu hai này nè. Ngoài ra còn không biết là thằng nào nữa đó. Nó đen đầu. Nhưng mà nó không lên nè. Hãy ở đây từ từ mình sẽ xem xét tới. Và đây là thằng bự to cuối cùng nè. Đi ru và gù luôn. Đầu sáng nè. Chú. Rồi, thằng sáng nè. Mình cũng phải đó là tháo nó ra luôn. Tháo nó, cách tháo nó là gì nè quý vị. Đó, chúng ta bóp nhẹ vô. Chúng ta đừng có bẻ gãy luôn á. Mình bẻ gãy hoài à, cho nên mình biết cái vỏ bóng đèn này nó còn tốt nè, cũng chứng tỏ là cái bóng đèn này là nó đâu cũng cháy con led chỗ này nè. Mắt bằng mắt thường là thấy nó cháy con led này nè. Đem vô. Có hiện tượng gì luôn. Rồi con led nó đen đâu, nó nằm đâu nè, nằm đây nè. Ê, điện giật. Tt rồi thôi bỏ qua đi, từ từ mình sẽ tháo ra, mình hàng cho nó chắc ăn. Cứ làm kiểu này chắc lên đường quá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay con led này ha, và mình sẽ thực hành cho quý vị xem. Rồi, trước tiên mình sẽ cúp điện ra trước đi quý vị. An toàn là trên hết. Mình sẽ ghim cái mỏ hàng vô, nãy giờ chưa ghim mỏ hàng nữa. Ở đây mình có một số con led mình đã tháo ra sẵn rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra đó, coi con led nào còn sống. Mình sẽ lựa ra. Mình sẽ tháo này ra. Mình đã tháo được cái mạch led ra nè quý vị. Và trong này cái con chỗ con led này nè, nó đã cháy rồi nè. Đó, còn các con led còn lại thì không thấy nó cháy. Thì mình sẽ tiến hành thay con led này ha. Cách là mình sẽ đó là ghim vào đây và mình sẽ thay. Rồi bây giờ cái quá trình thay đó là mình sẽ quay cận cảnh cho quý vị xem ha. Hôm trước thì mình có làm một cái clip nhưng mà mình quay không có cận cảnh. Có một số anh em vô thì bình luận quá trời luôn à. Nên hôm nay mình sẽ cố gắng mình sẽ quay cận cảnh ha. Bây giờ mình sẽ là lấy cái máy quay lại cận cảnh cho quý vị xem cái quá trình mình thay con led này ha. Nghe con led này nè quý vị. Rồi mình sẽ lấy cái mỏ khò của mình đây, nó đã nóng rồi nè. Mình sẽ đưa vào và mình sẽ gấp con led đó ra. Và mình sẽ thay con led của mình vô ha. Mà trước khi đó thì mình phải xác định được cái đầu âm đầu dương của cái của led trên cái bảng led này. Để mình coi như vậy là không đúng rồi nè, nó không cháy rồi. Như vậy là nó cháy, như vậy là bên đây dương, vậy là mình sẽ đảo đầu con led của mình lại, đảo đầu con led này lại để mình thay vô nó mới chính xác được. Còn như mình để hồi nãy thì mình thay vô nó không có được đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái mỏ khò nè. Chúng ta sẽ đặt ở phía dưới này, chúng ta khò. Đối với mỏ khò này mình sẽ dặn cái mức gió của nó là
là số 1, số 2. Số 2 nha quý vị. Còn cái mức này để số 5 thôi. Để ở cái chế độ là, rồi mình sẽ đưa vào đây. Đây mà nè. Đấy. Đây mình gắp con led ra được rồi nè. Đó, mình sẽ đặt đây và lấy con led này mình sẽ gắn vô. Đây. Rồi mình sẽ dí như hơi nhẹ nhẹ nó xuống. Dí cái đầu này hơi nhẹ nhẹ xuống. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Rồi, sau khi mà xong á thì chúng ta đo lại các con led nó có cháy đều hết chưa? À, chúng ta sẽ đo lại cái là cái này à, cháy nè à, nó vẫn chưa cháy nè, con led này vẫn chưa cháy nè, chỉ con cạnh bên nó cháy thôi, còn nó chưa thấy nó cháy nè. Đó. Các con còn lại của chúng ta thì ta cháy nè, cái gì thế không à, cái nó cháy lại rồi nè, nó cháy rồi nè, chưa nó chưa cháy. Em thay con nào, ta thay con này cháy mà thằng này không cháy. Này không cháy thì tao thay tiếp tục thằng này. Đây này cháy mà này không cháy nè. Đó. Rồi thay tiếp con này luôn. Rồi bây giờ ta sẽ đó là tiếp tục khò. Dặn cái mức gió lên số 2. Đó. Đặt cái mỏ khò vô. Đến khi nào mà chúng ta thấy mà cái con led nó bóng lên á, chân con led nó bóng lên là nó đã lấy ra được. Còn không, chúng ta kiểm tra thường xuyên nè. Đó, nhắc nhẹ chân nó ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay bằng con led này. Thế là chì hàng nó đã muốn hết rồi. Chúng ta lấy cái là chì nè, chúng ta sẽ đưa vào cho nó nhiều chì chút. Rồi đấy, nó đã chảy rồi đó. Đó, chì nó đã có rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là đặt con led vô. Đấy. Rồi. Rồi chúng ta sẽ lấy cái quay đo, chúng ta đo lại cho nó chính xác. Đó, sáng. Nhưng mà thằng này ngược lại, bên đây lại đứt lại. Đây nè, sáng rồi nè. Đó. Cái này đứt lại. Rồi. Chúng ta thay lại con led đó cái nữa là xong. Hy vọng là nó sẽ xong nha. Không thì ông ta cứ thay hoài á. Nãy đem ra ba con led chi cho cực khổ vậy. Mới đem ra hai con thay xong rồi. Nó còn nhiều cho nên chúng ta chỉ cần đặt vô thôi, chúng ta không cần phải thêm chì. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lại. Đó, hai con nó sáng rồi ha. Rồi mình sẽ tiến hành đó là hàn vô cái mạch đó. Thử tiếp cho quý vị xem nha. Ok. Rồi sau khi mà mình đã thay con led xong thì mình đã gắn vô rồi nè quý vị. Bây giờ mình sẽ ghim điện ha. Đó, ok, nó đã sáng rồi nè. Gắn chân luôn, giờ tất cả các bóng led nó đều sáng hết rồi. Đó. Coi quý vị coi lại nè, đấy. Chưa nè. Con lạnh này ha, thì mình đã gắn ốc chưa rồi nè, nhưng mà gắn chưa được đẹp cho lắm, giờ mình gắn cho đàng hoàng lại coi, gắn kiểu gì đâu vậy, gắn cho lấy có à. Làm cái gì thì nó cũng phải cho nó đờn hoàn một chút. Đấy, mình đã tha keo ở dưới lớp tản nhiệt, tha keo ở dưới rồi.
thì ta có cưa cây nó hơi ồn, mình mong quý vị thông cảm cho mình ha, chứ không lẽ mình bắt người ta im, bắt người ta nghỉ sao, đâu được. Ok, rồi mình chỉ định lấy cái chụp đèn nè, của cái đèn này nè, chụp cho nó mà chụp không vừa luôn nữa, đèn này quá to so với cái đèn dây chai nè. Thì mình đã mới đi kiếm được cái chụp đèn khác. Đây, được cái chụp đèn này nè, gắn vô cho nó, đặng cho nó đẹp trai hơn chứ không gì. Giờ mình sẽ ghim vô cái cuối cùng nè. Đó, sáng bay sáng choanh luôn ha. Thì vừa qua mình đã thay led của bóng đèn này, sửa nó ha, cho quý vị xem. Thì mong rằng nó là sự nó sẽ giúp ích cho quý vị trong những lần sửa bóng đèn của quý vị ha. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các lần đó là sửa bóng đèn sau. Bye bye.